cái quân đấy, họ thương đồng, dạ, nó dạng như sống đời, nhưng nó ghép với thanh long, ấy. Ghép vào cây thanh long rồi, dạ, người ta trồng đẹp lắm, xõa xuống đẹp lắm. Sau khi nó hết hoa rồi là cắt đi, dạ, nó nở lại. Cái cây này á, hồi trước á, là cháu nói cho nghe, hồi trước là cháu có mua một cây, thì cháu về á, là những cái nhánh già mà lớn này nè là mình lấy mình ghép ra cây thanh long. Thì cái kỹ thuật nó ghép á, là nó có cây cành thanh long nó có ba ấy rồi, nó có ba cái cành xích xuôi xuống rồi nhét nó không, bác làm này, bác lấy dao lam rồi bác cắt nơi cái cành khía nó, rồi bên này á, là mình lấy dao mình vạc cái thành như cái mũi giáo á, khi mình cắt ghép vô xong á, lấy bịch ni lông á, mình trùm nguyên cả cái cây đó luôn để trong mát, nó khoảng cỡ 10 ngày 15 ngày thì bắt đầu nó khô, bắt đầu là cái lá của mình nó xanh lại là được, rồi sau đó mình đưa ra ngoài chỗ mát và mình chăm lại bình thường. Cái cây này cũng dễ sống. Rồi, cây này thì nó dễ sống. Rồi. Đây có bác mua cẩm tú cầu. Cây này vừa chơi vừa giống, bông rất là xum xê. Cây này là giá bao nhiêu đấy? 70.000 một cây. Hả? 70.000 một người. Mấy? 70.000. Ồ 70 rẻ vậy. Thì chậu thì bao nhiêu chị? Chậu nó là 80.000. Hoa này mà cẩm tú cầu này rẻ. Một cây cao cũng cây này cao cũng 7 là 7-80 phân. Cái này vừa chơi vừa làm giống luôn. Bác ở xã nào ra đấy? Hòa Phong hả? Hòa Phong thì ra cũng xa hả? Nhưng mà biết cái vườn hoa của bà Thu không chứ? Hả? Chắc biết gì, bà Thu bà bán đây mấy chục năm rồi. Ai không biết? Mua hoa gì bé? À, hoa gì? À, thực dược hả? Còn mấy cây đó? Hoa thực dược này đẹp, nó mọc còn lớn lên nữa. Năm chậu rồi giờ mua nữa mà. Mua cho đủ màu, màu mua lại. Mua màu để mình xếp trong nhà. Dạ. Có người yêu chưa? Nó người yêu nó mua cây nó tặng. Rồi giới thiệu sơ qua gồm có những cái hoa gì nói nhanh đi. Bây giờ nhiều hoa quá. Nhiều lắm. Cả hàng ngàn hoa. Tới đây mua đây rồi ngắm rồi nào rồi. Rồi đây là tên gì? Đây là tên gì? Cái này hả? Cái này là môn Thái. Hồng môn Thái giá bao nhiêu? Giá cái này là 60 ngàn. Rồi, hồng môn Thái giá 60 ngàn. Lan hồ điệp 90.000 là hiện tại bây giờ. Lau cầm lên coi. Đây, có rất là nhiều màu. Đây, 90 ngàn một thân đúng không? Đây là hoa nở rồi, đúng rồi. Rồi là chơi luôn, 90 ngàn hả? Rẻ ghê luôn á. Đó, 90 ngàn, cây thân rất là cứng, hoa búp. Này, này là chơi Tết được nè. Tết Tây. Tết là nở còn cũng tàn, không phải là... Từ khi nở thì tàn là 6-8 một cây. Đó. Rồi cây... Thần Tài. Thần Tài tính bàn thờ đồ á là một thân bao nhiêu?
ba cây sáu chục là nó vô trong chậu đúng không? Dạ. Rồi bạch mã hoàng tử, bạch mã hoàng tử được 2 cây, một chậu là bao nhiêu? 120 được 2 cây, loại cái lớn là các cơ quan là buôn bán rồi gì, hoa gì đây? Rồi hoa gì đây? Hoa này là hải đường. Hải đường bao nhiêu một chậu? Hải đường 50.000. 50.000 xuồng hoa hải đường. Nhìn bông bông kép á. Bông rất là rực. Không chê vào đâu được. Qua tiếp này các bạn. Hoa hải đường. Đây, cũng đây cũng hải đường luôn à. Hải đường dạng cánh bướm, hải đường kép. Cánh bướm bao nhiêu một chậu? 50.000, rẻ quá. Cái này 120, hoa anh thảo 120. Anh thảo 120. Hồng môn loại nhỏ 22, bao nhiêu nhỏ. Cầm ra coi. Hồng môn này là mình làm giống được nè. À mình trồng rồi hồng môn à, sống đời có 3 màu, nhiều cam, màu đỏ với một cây là bao nhiêu? Một cây vậy là 90.000. Giá bây giờ đúng không? Kinh tế có thay đổi gì không? Thì lệch nhau 20.000. Trạng nguyên con mình thi đổ thì Tết này con cái học hành thông minh học giỏi là cây trạng nguyên. Cây này nó lên giống như cây trồng lớn lắm. Giá bao nhiêu? Cây này 90.000. 90.000. Cây này là cây lan quân tử. Quân tử. Cây lan phong thủy. Là giá bao nhiêu? Cây lan phong thủy đi cả chậu cả cây luôn. Cái chậu là 120, cái cây 150. Ừ. Còn là cả chậu luôn. Xài cái chậu xịn này thì xài cái chậu này thì là 50.000. Ừ. 50.000 là cái chậu này cho 200 để được lâu và rất là đẹp sang nữa. Đấy, cũng giống như vậy. Rồi giá là loại này thì là 120. Cây là to, sống đời. Sống đời to là lớn hơn. Đúng rồi. Cây trầu bà này là bao nhiêu? Trầu bà gốc trầu bà nó 300. Cây trầu bà này là cái thành thân. Người ta trồng trong nhà để trong nhà cũng được. Cây đại đế vương. Cây đại đế vương này là cũng phong thủy, nó trừ ma tà các cái đại phú quý nãy nói rồi. Cây lan ý bao nhiêu chậu? 200. Cầm nó coi. Xù, cây này xum xuê lá. Cây này là sống trong mát này, trong nhà sống mát. Cái hàng này á là nó cũng có rất là nhiều lan ý, nhưng mà cái cây nó rất là xấu, nhưng mà cái chậu này là nhìn vào rất là đẹp, rất là mướt. Cái lố này rất cũng khoảng mấy chục cây rồi. Cái này là trúc thần tài. Trúc thần tài trồng cảnh vào chậu 350 hả? Thần tài núi. Thần tài núi này là xum xuê luôn. Thần tài núi này cầm hàng này là hàng model mới về nè. Mà hàng này trồng hàng này nó chịu nắng nè. Người ta trồng nè. Cái này là mai trúc thủy. Mai trúc thủy. Mai trúc thủy 120, 80 và 40. 120, 80. Hoa hồng. Hoa hồng. Đâu cầm đó coi. Hoa hồng này là hoa hồng gốc đó. 150. Hoa hồng vàng 100. Hoa hồng vàng kép 3 màu. Hoa hồng. Rồi cái gì hoa súng, hoa sen gì đây? Hoa sen, một chậu hoa sen này là 80.000. Hoa sen 80.000. Hoa gì đây? Hoa đây. Rồi hoa gì đây? Hả? Kim ngân lượng. Đâu kim ngân lượng cầm đó coi. Đây. Là giá thế nào? 150 một cây. 150 cây chưa tính chậu. Chậu 100 nữa. Cây này đẹp á, cây này trái rồi lọc rồi nè. Tết rồi mình trưng ngay cái bàn đẹp đó, rủ xuống màu đỏ. À, còn xương rồng thì sao? Giá dao động thế nào? Xương rồng thì 90, 80, 100, 150 tùy loại. Tùy cây. Ê, xương rồng cái này là 80.000 nè, một cái sen đá. Sen đá 80.000.
nhỏ thì bên đây là dành cho những em nhỏ là 20.000. Này 20.000. Hả? 80.000. 80.000 sen đá. 150 ngũ sắc. À, hồng len. À, là xương rồng len. Dạ. Đủ các loại. À, giá thì dao động từ 20.000 cho đến 150 hả? À, bà con gần xa trên huyện Krông Bông chúng ta ra để mua hàng rất là nhiều hoa, và bây giờ đến Tết thì giờ đến Tết rất là nhiều hoa. Đây là cái phong cảnh vựa hoa của cô Thu tại huyện Krông Bông, bà con có thể là quan sát nhanh. À, vừa rồi là tôi cũng đi hỏi một số cái giá cho bà con thấy thì giá rất là hợp lý cho bà con dân lao động của chúng ta. Đó. Còn những khách hàng nào có những cái nhu cầu hoa đẹp và chất lượng và giá cao thì có thể đặt hoa để vựa hoa của cô Thu sẽ phục vụ cho bà con đến nơi đến chốn. Thì nhân dịp sắp tới đến nơi thì tôi cũng chúc bà con chúng ta ăn Tết vui vẻ và có những cành hoa đẹp. Bác mua hoa cái đó bao nhiêu? 90.000. À, 80.000 bớt cho bác 10.000. Hồ điệp. Hồ điệp thì nó rẻ hơn lan rừng đó. Dạ, hồ điệp thì nó hồ bông rất nhiều loại rồi đấy. Cách chăm nó nhiều lắm, nhà rất nhiều. Dạ. Mình thích thì mua đi. Cái này mình mua mình có cái chậu ấy mình bỏ vào. Thay sang chậu như vậy. Dạ, mình cho cái lớn hơn. Bác bỏ vào á, bác làm thế này nè. Bác sự lấy hoa, ra. Cái rễ nào á, sau này mình chơi hoa xong á, cái rễ nào đen á mình bấm hết đi. Rồi bác bỏ vô cái chậu xong bác lấy than với là sơ dừa bác chêm vào. Dạ. Hộp xốp, phần dê. Đó, bác muốn có phần bác kết vô nữa. Phần dê thôi, phần dê ủ mục á. Dạ. Chứ không phải phần dê tươi. Rồi có loại tưới thôi. Tôi, dạ. Ở nhà có khoảng mấy chục loài lan nữa chứ. Dạ. Tôi thích chơi thì tôi mua chứ. Mua. Cây đó cứng, cây nó cứng hoa. Đó, cây này nữa. Dạ, bây giờ giá nó mềm, mai mốt Tết nó cũng trên lịch vài chục ngàn. Tôi đi gần đấy thôi chứ không sao đâu.